Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa đưa đoàn công tác của Cần Thơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường dẫn đầu đi khảo sát cung quy hoạch hội trợ triển lãm Quảng Ninh. Quần thể kiến trúc được xây dựng trên diện tích 3 hecta, tọa lạc tại thành phố Hà Long, được chia thành hai khối nhà. Khối triển lãm với 300 gian hàng và hội trường quy mô 1.000 chỗ ngồi, cao 21,5 m Người dân và du khách có thể tìm hiểu toàn cảnh địa lý, giao thông, hạ tầng, khu kinh tế, du lịch, thông qua màn chiếu và các hình thức khác. Công trình đặc sắc này được liên kết với nhau bằng hệ thống thang máy, thang cuốn và thang bộ. Tại khu nhà thứ nhất hình con ngọc trai có hai tầng sàn dùng để tổ chức các sự kiện hội chợ triển lãm và trưng bày quy hoạch dùng. Khối thứ hai có hình một con cá heo khổng lồ với chiều dài 320m, chiều rộng có chỗ tới 45m, dùng để trưng bày các đồ án quy hoạch, những công trình kiến trúc, tâm linh tiêu biểu. Địa điểm này cũng là nơi tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, và nằm trong quần thể du lịch gắn với các tour du lịch của tỉnh Quảng Ninh.